Mở cửa. Có nghe không? Mở cửa. Cáo thôi. Chết vậy? Hả? Chết rồi thầy ơi. Trưởng ấp tới. Trưởng ấp tới. Trưởng ấp tới. Mọi người biết mình phải làm gì chưa? Dạ, biết rồi. Trốn, trốn. Cất. Mở cửa. Có nghe không? Mở cửa. Dạ. Sao lâu quá vậy? Hả? Chào anh Công. Anh gì? À, dạ không, ông Cổng. Cổng nào? À, dạ không, anh Công. Anh Công. Thôi, khỏi kêu tên tôi. Kêu lát nói tầm bậy nữa. Anh Công ơi. Cái gì? Ăn sáng nha. Em bao. Cơm tấm. Tôi ăn bà bây giờ nha, bà câu giờ hả? Ờ không câu, ăn rồi phải không? Vậy thì uống nước, cà phê sữa đá, nước lá chanh, cà phê đen, ca cao sữa đá. Chắc tôi uống luôn bà quá. Buông ra. Anh uống không? Mặc bộ đồ là thiệt, bây giờ bà buông ra không? Bà uống, tôi đập cái cây à. Dạ xin mời. Bà đi, làm gì bị khùng nữa. Hiện trường giữ im lặng. 3, 2, 1, and action. Trời ơi. Ra rồi. Ông Phụng làm lại. Lại thầy. Thôi, dạ thầy. Dạ. And action. Trong giây phút chia tay, dẫn người trai ly rượu đào. Đây non sông đang chờ người, đây ước mong toàn dân luôn ghi nhớ. Lời vàng son ghi nhớ mong. Chú công tính làm cái gì đây hả? Tập tuồng tập hát. Bộ mắt ông để trên trán cái lỗ tai ông đi chơi rồi sao ông không nghe? Rồi ta đang hát cả lương này không thấy hả? Tụi tôi đang tập văn nghệ. Anh có muốn vô hội văn nghệ chung với tụi em không? Tập cái tuồng gì mà ông mặc đồ kỳ vậy hả? Dạ em làm vua. Vua nước nào mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi mướn đồ người ta đưa gì mặc đó thôi. Ông ném về mọi da đỏ chứ vui gì. Tôi nói mấy người biết nha. Có cái tin là mấy người tụ họp là hội gì đó. Hội gì mê tín gì đó ăn. Đúng không? Bậy rồi. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Ủa rồi cái tuần gì các bà kia cầm bó sen vậy hả? Thì cầm sen múa. Múa lá sen. Tại sao thứ gì lá không cầm mà cầm lá sen? Trời ơi, vậy nói rồi trời. Lá sen, củ sen người ta còn ăn được. Nó đừng nói chi lá sen. Ôi trời, bởi vì người ta nói là trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bóng trắng lại che nhụy vàng. Nhụy vàng bóng trắng lá xanh lên tung mà chẳng hôi tanh mùi bông. Ủa bùn sao chỉ thôi? Ý mấy người nói tôi là bùn hay gì vậy? Chứ còn gì nữa? À, chứ còn gì nữa? Tôi cho mấy người biết nha, tôi sẽ đưa mấy người vô bùn hết. Cái gì vậy? Vô bùn. Ôi. Tôi biết hết rồi. Mà vô diêm nữa. Bà Phượng nói tôi rồi. Bà Phượng nhiều chuyện đúng không? Tối ngày ghen ăn tức ở, chuyên môn đặc điều không à? Mấy người nghe, cho mấy người biết không có xúc phạm tới Phượng. Nói tôi cái gì cũng được, không được nói Phượng. Sao? Phượng là người tốt, tôi mới là người xấu nè. Quay liễu hôn đó. Bây giờ về dẹp hết tất cả nha. Tôi quay lại đây mà thấy cái ba cái màn phong màn nữa là chết, tôi bắt lên xả hết nghe không? Thần linh gồm có không? Tôi đang nhồm có không? Tôi có gì đâu dòm. Cái mặt thầy thấy ghét rồi. Dòm ngó. Dạ đi xa chưa? Đi rồi thầy. Ngờ. Hai ngày sau, đúng giờ này, mọi người tập hợp trở lại. Nghe chưa? Dạ. Ôi, phát xịt rồi mọi người. Dạ. Ở ai nói đây? Đây của anh đây. Quài nó giữ nghe. Đây này cho tôi chưa? Dạ. Chuẩn bị. Dạ thân. Khỏe. Yo.
công nhận. Đại ca kiếm cái chòi đâu ngồi nhậu đã mát ghê. Mà sao đại ca không tìm cái chỗ này nó sang sang hơn chút xíu, ngồi vậy thì không có xứng tầm với lại em với đại ca. Mày làm như tao nhiều tiền lắm vậy á. Kiếm được cái chỗ chui ra chui vô là may phước lắm rồi. Mày đặt chê, mày đặt đòi hỏi được nữa. Nhậu đi. Nó nói vậy mình ở đâu đây ca? Ngồi ở đây thì còn ở đâu nữa. Ở đây luôn hả đại ca? Chứ gì nữa? Không hợp với dáng em. Này, nhưng mà mày yên tâm đi. Nếu kế hoạch của tao mà thuận buồm xuôi gió thì chẳng bao lâu nữa tao với mày sẽ ở nhà cao cửa rộng, ruộng vườn cò bay tàn cánh, tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Vô. Đại ca nói thiệt không đại ca? À nè, từ nay phải thay đổi cách xưng hô, không có kêu tao bằng đại ca nữa, nhớ chưa? Kêu kêu lại gì? Kêu là gì? Thầy. Thầy. Anh hai, cái vali này là sao? Nói thiệt cho em biết đi. Hỏi hoài luôn á, hỏi từ Sài Gòn về tới đây, hỏi từ sáng tới giờ luôn á. Kệ nó đi. Kệ sao được mà kệ. Bây giờ em cần biết là cái nguồn gốc của vali này ở đâu ra. Tại sao anh Lâu cứ khư từ cái lúc mày bị giấy tới giờ? Tôi bị dụ. Ai dụ anh? Thằng đánh bài đó. Nói tao là một đêm đánh bài bằng 3 năm làm. Tôi đánh một đêm tôi mới biết là bằng 3 năm làm lại đi làm trả nợ chưa xong á. Em tức anh thiệt luôn á. Người ta nói là một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Anh lớn rồi không bao giờ suy nghĩ với em hết trơn á. Anh hứa với em sao? Anh nói là từ nay anh bỏ bài bạc. Anh bao giờ anh tham gia vô mấy cái đó nữa. Vì tao cũng suy nghĩ kỹ lắm mà tao mới đánh. Thấy mày bị bệnh rồi tao muốn đánh kiếm tiền mày chữa bệnh. Với lại kiếm ít tiền về ăn Tết. Mà kiểu này chắc Tết năm sau cũng chưa về. Bệnh của em á em tự lo được. Dù cho anh có đánh thắng đi chăng nữa, anh đem tiền về cho em chữa bệnh á, em không có vui. Giờ lỡ rồi tao biết sao giờ. Khổ quá mày ngồi chì chiếc hoài luôn á. Trời ơi trời, anh thấy chưa, giờ anh gây quại rồi kìa. Đụng tới giang hồ là mệt luôn á. Tết này chắc khỏi về quê luôn nè. Nhưng mà tao nghĩ là chắc có cái gì quan trọng trong đây nè. Giờ gắng cố gắng mở ra thử còn sao. Giờ có biết mãi đâu mà mở. Tao không biết mã. Tao có cách. Đợi tao xíu. Đưa ta. Làm được không thì phá vali của người ta nữa. Tao mở được mốt tao chuyển qua tao làm nghề sửa khóa. Em cũng mong như vậy á. Mở xong rồi. Nó dính gồng chì giống luôn. Rồi giờ sao lấy ra? Mình làm cái chuyện hư vậy nè. Dính luôn cổng rồi kìa. Lực ai? Quỷ. Anh em làm gì tập thờ, giờ quê chơi ăn uống không ăn uống. Ồ, vali đẹp chứ. Làm gì á? Đụng vô của tao. Làm sao? Ủa, sao có cái kẽm này nữa? À, mà mày thông minh lắm không? Trời ơi, thằng Lâm này sao không thông minh được. Thử mày vận động đầu óc mày suy nghĩ giùm tao coi. Mày biết cái vali này là mở bằng cái bách quạt không? Mà giờ tao quên bách quạt rồi, mày có thể mở giùm tao được không? Vậy chiều giờ không thèm nói, chuyện đơn giản. Lại nổ nữa rồi đó. À, đây tên Lâm, chứ không phải tên Đức. Yeah. Quá đơn giản. Ủa, con Nguyễn mà. Được đâu. Nè, đừng con kém. Có hơn gì tao đâu. Tưởng gì. Chứ anh nghĩ sao vậy? Cái vali này là mã số, người ta khóa bằng mã số 123. Anh nghĩ sao? Bây giờ anh quên mã số, kêu tôi lấy bằng cách nào, chỉ có đập bể. Đồ quý của tao. Mày đi vô trong mày văn mùng, lát tao vô ngủ mày. Anh ngủ tôi hả? Ừ. Chắc tối nay khó ngủ quá. Đi vô mày. Tức tới sáng. Vô đi. Vô.
thoại thiệt tình luôn á. Quỷ nó mới vô gọi điện thoại trời. Alo. Nghe chú Khương. Mày đang ở đâu vậy? Đang đi trúng nợ được không? Đang trúng nợ. Mày đang trúng nợ hả? Mày đang trúng ở đâu? Ở dưới gốc cây dừa nè. Dừa dưới Long An á. Đang ở Long... Long An phải không? Long An mà huyện gì vậy? Cần Giuộc. Đang ở huyện Cần Giờ. Mày đang ở Cần Giuộc phải không? Trời ơi, tao lộn Cần Giờ. Kiến, trời mày còn kiến trắng đào quá, mày kiến mất dạy quá. Con ơi, con đang ở chỗ địa chỉ nào, chỉ hỏi cho kỹ biết tao lên tao thăm mày. Xã Cần Giờ, ấp Cần Thơ, nha. Tổ Cần Đước. Rồi, đi nha. Đất. Hồi nay sao nói địa chỉ sợ bét vậy? Hết pin rồi. Tới hết điện thoại cũng hết pin. Góc là nó cúp máy rồi. Sao tự nhiên nó cúp máy? Chắc nó hết pin. Sao tự nhiên nó hết pin? Sao tôi biết được nó hết pin chứ tôi biết được. Sao không kêu nó sạc pin? Nó muốn sạc, nó sạc việc của nó, sao bắt tôi sạc? Đâu anh ơi. Ông giỡn mặt với tôi hả? Chứ đâu có. Bây giờ ông gọi điện cho nó, kêu nó sạc pin. Sạc pin khi nào nó đầy pin rồi mở máy lên điện thoại cho ông chỉ chỗ nó ở cái chưa. Dạ thưa hai ông nội, nó gọi nó cúp rồi, nó hết pin rồi, khổ đi, làm sao được mà kêu nó sạc. Đại ca. Đại ca. Gì mày? Đại ca ngủ hả đại ca? Ngủ chút xíu rồi làm vậy sao mà? Giờ đi đâu bắt nó? Mày tụi bay ngu quá. Thì như vậy đó. Thì bây giờ á tụi bay cứ lục hết tỉnh Long Xuyên cho tao. Bắt tụi nó. Dạ. Ủa sao mua vé đi Long Xuyên chi cho tốn tiền xe vậy đại ca? Chứ nãy tụi bay nói Long. Dạ Long. Long Hải, cái gì phải không? Dạ. Chạy ra Long Hải thì nó bị ngược đường đây cơ. Chứ nó ở... Dạ, nó ở là... Long Thành đúng không? Ra ngoài mua sữa hay gì đây ca? Tụi bay sao mệt tụi bay quá. Vẫn chơi thôi. Dạ. Cái nãy giờ tao không có ngủ. Dạ. Long Khánh cái gì? Dạ không phải Long Khánh. Đến này. Mày la lớn quá vậy mày. Hai thằng bay nhây lắm. Tao biết rồi. Dạ. Ngủ mà nghe hết rồi. Long An đúng không? Dạ. Ê nói nghe nè. Sao hai cái đứa này, sao thấy cái mặt nó vàng quá không? Sao bà biết nó vàng? Bà cái bà lại xà xà. Tôi là đàn ông. Nó lộn. Mà sao ông biết nó vàng? Cái làng hỉ ho cò gáy này nè, ai mà thèm tới đây? Chắc tụi nó có âm mưu gì đó. Mà cho dù có đúng vậy thì cũng đâu có làm sao đâu. Cái làng mình nó nghèo muốn chết à. Hai đứa đó thì làm được gì cái làng mình chứ. Tôi đây nè, tôi thân cô thế cô có mình tôi đây nè. Trời ơi, gà thì một chuồng, trái cây thì một vườn. Thấy tôi còn trinh nguyên như vậy, coi chừng tụi nó hốt tôi á. Bà gì đang làm gì á? Anh ra vô khác hay? Đang rình. Rình được gì chứ? Sắp nói nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ thôi. Rình được gì? Báo con nghe nha. Sắp. Con nít con nội đi rồi. Ôi trời đất ơi. Rình được gì kể con nghe. Ủa, có con đây nè, mấy dì cứ hỏi thẳng đi. Bảy tập ba. Hai dì một chú. Ba dì. Dạ, con chào hai dì một bà. Hai bà một thím. Ôm hai mà hai chú. Ôm một chú hai dì. Một chú hai dì đúng rồi, thế kìa sao cũng được hết trơn á. Giờ cần cái gì, hỏi con. Ê hỏi nghe nè, hai cái đứa này là cái gì của con vậy? Bạn gái con hả? Không, bạn bình thường. Bạn bình thường. Trời ơi. Ủa vậy rồi bạn bình thường từ đâu tới? Rồi chừng nào bạn bình thường mới đi vậy? Bạn con trên thành phố mới về á. Về vài bữa đi. Hỏi chi kỹ vậy? Hàng xóm làm gì? Khó
quan tâm cho biết vậy mà. Đừng quan tâm kỹ quá ba dì ơi. Con nói trước rồi nha, giờ có quan tâm kỹ bạn con cũng không vô cái hội của ba dì đâu. Nó không vô thì thấy kệ nó đi. Còn con á, cả cái xóm này nè, ai cũng vô cái hội này rồi, tại sao con chưa vô vậy? Chưa đủ hứng thú. Ủa? Sao mới hứng thú? Làm sao cho con hứng thú? Sao con hứng? Bây giờ ba dì có làm cả đời con cũng không hứng. Nhục quá. Tôi hỏi làm gì? Ba nó mình làm cả đời nó không á. Đắc cửa. Con nhỏ dưới quê con cũng hay đi chơi với mẹ con vậy nè. Dạ, con với anh con á thì đi lên thành phố từ sớm rồi. Giờ dưới quê còn có mình con, mẹ con dưới à. Nhưng mà lâu lâu thì con cũng hay về thăm. Ở trên Sài Gòn á thì con đi làm quét trang cho đoàn phim á gì. Đó là đi đóng phim á, được gặp diễn viên nổi tiếng nữa. Dạ, bữa nào có phim á thì tụi con làm phim, còn không á thì con làm cô dâu nè. Còn không là nói chung là cái gì làm có tiền là con làm hết luôn vậy á. Anh con nó làm nghề gì vậy? Bác nghe loáng thoáng đầu hình như nó làm cái nghề báo biết gì đó phải không? Dạ đúng rồi, báo đời á. Báo đời? Con nói lộn rồi. Ý của con á là anh làm bên báo đời sống và xã hội. Trời đất ơi. Dạ. Tao nói liên một lúc đi ha. Tự nhiên ngắt ra cái tưởng báo đời. Dạ làm gì có chuyện đó. Trời, nó giỏi quá vậy con. Dạ cái công việc của nó cực lắm á gì. Là thức khuya dậy sớm nè, ăn uống thất thường quá cho nên ảnh nghỉ rồi. Dạ giờ đang tìm cái việc khác, khi nào mà có việc phù hợp á thì ảnh làm tiếp. Cho nên bây giờ con đang lo cho ảnh. Thiệt tình con giỏi quá à. Thương ghê vậy đó. Con đúng là người con gái có bản lĩnh nha. Bác thích gì đó chứ bác không thích mấy đứa con gái mà cả ngày cứ ăn diện rồi mè nheo rồi ha. Thôi, con ghét bánh bèo lắm. Bác ưng rồi đó. Không ấy làm con dâu bác đi. Bác thương con như là con ruột vậy đó. Thương luôn anh con luôn ha. Về đây tao nuôi hết nếu như tụi bay thất nghiệp. Trời ơi, bác chơi lớn quá vậy. Nhưng mà không được đâu. Sao? Tại vì con còn mẹ tính ở quê con nữa. Đem bả lên đây, hốt bả luôn, về một nhà, tao nuôi luôn. Dạ. Nói nghe nè, nhà bác không có gì ngoài điều kiện. Cứ như vậy đi, nha. Thôi mà, thôi tính sao. Sen linh. Trời ơi, vậy cái sao không vậy? Trời nè, mấy người cố tình đụng tôi rồi không? Ôi trời đất ơi, cố tình đụng hồi nào? Ôi đất ơi, tại bà không chịu theo thần linh cho nên thần linh không có bảo vệ bà. Đúng xui rồi. Xẻo ráng chịu đi chứ đổ thừa ai. Trời vậy sao nãy rõ ràng là dì đụng dì Phượng mà sao nói là không đụng được. Không phải đâu, thần linh xô đó. Xô nào mà xô ạ? Con thấy rõ ràng cái này là ba người cố tình đụng dì Phượng cho dì Phượng ngã. Đúng rồi. Xong rồi đổ thừa cho thần linh rồi lôi thần linh vô đây chứ gì. Nè, mày tới là mới tới đây mày biết cái gì mà mày nói gì vậy? Con nít con nè. Nói không khéo à, giữa mồm giữa miệng thôi, thần linh quở phạt bây giờ. Đúng à. Đúng rồi, quở phạt bây giờ á. Trời ơi, thần linh không có thật trên đời đâu mọi người ơi. Ai nói thần linh không có thiệt đó. Dạ, thưa thầy. Nè, dạ. Đây, tự giới thiệu cho nhóc con mày biết. Đây là thầy Năm Chum, là trưởng môn phái của búp sen hồng. Búp sen hồng. Hội búp sen hồng. Trời ơi, gì ở trong hội mà gì quên tên luôn. Lâu lâu cũng quên chút xíu chứ làm gì quên người ta vậy. Thầy là một người thiên binh vạn quá. Hô to vũ nữ. Phải là hô phong vũ nữ. Hô phong vũ quán. Quán vũ. Hô mây gọi gió đó, ý là vậy đó. Minh đồng gia sắc. Bữa trước hả, chú không tin như con vậy đó. Chú lấy một miếng dán á, đập đầu ông vậy nè, gãy đôi miếng dán ra. Wow. Ông không hề hấn gì hết, vẫn đi bình thường. Trời ơi, đúng là mình đồng gia sắc. Ông còn phát một câu hả, chú sẽ gặp quế nhân. Trời ơi, ý như rằng ngày mai chú gặp quế nhân luôn. Rồi thầy còn tự lấy dao của thầy cắt tay thầy nữa. Wow, hèn chi trời ơi. Sao tay thầy cắt đúng không? Hồi nãy con nghe cắt mà sao thấy thẹo đó. Đâu có thẹo đâu đó. Cắt mà không có thẹo mới hay. Cắt có thẹo còn nói chi nữa. Quá dễ. Cái này con cũng làm được. Chờ con một xíu. Làm gì? Rồi làm gì vậy? Trời ơi. Con nhỏ này. Con đứng đây nè. Con đứng đây. Đi đâu đó. Làm cái gì trong đó? Chờ con xíu con ra liền. Mày làm cái gì? Làm cái gì vậy trời ơi? Để coi thử nó làm cái giỡn trò gì nó đây. Nó gặp thần linh nó sợ rồi. Chắc là nó trốn luôn rồi. Cái gì? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
tay giả, tay giả. Thầy ơi ghê quá thầy ơi. Xem linh linh, xem linh linh, phù hộ chúng sinh. Thôi trời ơi, thầy làm gì vậy? Đạo thần chú. Thần chú làm gì hả? Thì tay linh. Con đứt rồi kìa. Trời ơi, có chặt tay đâu. Tay này tay giả, còn tay con đây nè. Đâu? Ghê chưa? Ghê chưa? Hay ghê chưa? Tay con vẫn còn yên nguyên nè. Ủa sao vậy cái tay này? Còn cái tay này. Này của ai? Giống thiệt đi trời. Tay này là cái tay giả thôi. Nè máu nữa nè. Hồi nãy gì nói sao? Nói là Năm Chum á là cái người mà cắt tay ra xong để tẹo lại phải không? Nè. Ôi máu. Dạ, là máu mà là siro hóa trang. Màu đỏ như máu, ngọt như đường, nhưng thật ra không phải là máu. Ôi, vậy này á? Trời, cái này là ăn được luôn. Trời, được luôn hả con? Dạ, được luôn, nguyên trang luôn. Như vậy người ta gọi là siro. Dạ, gọi là siro hóa trang. À, siro hóa trang. Bà con bình tĩnh. Nãy giờ cô này nó cố tình kích động bà con đó. Đúng rồi đó. Đừng có rơi vào bẫy của cổ. Đúng rồi đó. Không thể nào rơi. Tụi con có nhớ thần linh đã dạy gì không? Cho dù có gặp tình huống nào đi nữa cũng phải giữ tâm của mình. Dạ. Phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Bình tĩnh để thầy xử lý. Cô gái, ta là sư giả của thầy. Thầy nói cho nó xương sụt chút làm gì chắc tới chắc lui hoài vậy. Ta là thiên sứ được thần linh phái xuống cái làng này. Dạ. Để bảo vệ dân làng. Ta có thiên nhãn. Khoan, thiên nhãn là mặt trời á hả? Ủa sao con thấy cái tòng đen nó y chang tòng đen của con mà có gì đâu khác. Kệ nó nói gì kệ nó. Ta có thiên nhãn. Gì vậy? Ta nhìn thấy âm mưu của cô liệu hồn. Tai họa đang bay lòng vòng trên đầu của cô. Nó sắp sửa rớt xuống rồi. Nó mà rớt xuống. Bình tĩnh, bà con cứ đứng yên chỗ đó. Ủa thầy ơi, thầy có sao không thầy? Tại sao kiếp nạn của tất cả mọi người thầy đều biết, riêng kiếp nạn của thầy lại không biết? Kỳ vậy. Nè, nè bà kia. Gì? Bà cười cho đã đi nghe. Bà đang chứa chấp một kẻ dám phỉ báng thần linh ở trong nhà của mình. Rồi đây, bà sẽ bị thần linh trừng phạt. Nhất là thằng con trai của bà đó. Thế nào nó gặp tai họa cho bà coi. Hãy đợi đây. Nè. Cái miệng ngăn móng mà muối có tên là tôi. Đợi đây. Thiên linh linh, xem linh linh, phù hộ chúng sinh, hết bệnh linh tinh, mãi mãi đẹp xinh. Trời đất ơi Dương. Dạ. Công nhận con bản lĩnh thiệt nha. Con biết không, cả cái ấp này ai cũng sợ cái nhóm búp săn hồng ở trên á. Trời ơi, họ mê tín đến cái mức độ mà họ cuồng luôn á con. Ai nói cũng không chịu nghe ha. Đã chị mà họ còn lại manh động nữa chứ. Mà chỉ có mình con còn chống lúc để họ. Ủa gì? Vậy chứ chính quyền địa phương không có xen vô được hả? Có. Ông Công đó. Không. Ông Công ông me hoài à. Nhưng mà ông đợi khi nào có bằng cớ đâu mới bắt được. Nhưng tới nay vẫn chưa có bằng cớ gì mà cái ông Nông Chung này ông lường gạt mọi người hết trơn á. Được rồi. Con mà về đây á, con đảm bảo với dì luôn á là con sẽ vạch mặt được cái hội này ra. Đúng rồi. Vì sao? Dạ sao? Vì con là bậc thầy quá trang mà. Đúng. Đi đi con sắp chưa? Đi vô cầm đi. Thôi thôi để con cháu mấy này đi nhìn ghê quá nè. Rồi. Rồi, hai dì cháu mình vô nấu cơm ăn hen. Dạ. Cái con nhỏ này nó dám chống đối lại hội tàu lao đó. Không chừng nó không phải là người tầm thường. Có khi nào nó là con mang chim không ta? Phải theo dõi nó mới được. Trời ơi, diện láng con ta, bằng áo trắng nữa, lạ à nha. Trời ơi, con trai của mẹ lúc nào không nghiêm túc, không đẹp trai mà. Nói chung là bây giờ đi đâu, hẹn ghệ phải không? Trời ơi, ghệ con gì mẹ. Chẳng qua là anh Đức lâu lâu mới về, dắt anh đi cà phê. Ừ, được rồi, hai đứa đi uống cà phê đi. Để mẹ xuống với mẹ nấu cơm. Dạ. Nha, nhớ, trưa hai đứa về ăn nghe chưa? Dạ.
Con phụ gì nữa? Làm gì vậy? Nắm tay chứ làm gì không thấy hả? Đau. Cái nắm tay tao à? Buông ra. Nhớ. Cửa gì? Nhớ nắm tay không cho hả? Không á. Giờ đang chi vậy? À, anh cảm nhận là chuyến này em với anh Đức về có cái gì đó mập mờ lắm nha. Giấu anh gì đúng không? Ờ, anh bị khùng hả? Làm gì có chuyện gì? Mà nè, nếu có chuyện gì á cũng liên quan tới anh. Sao không liên quan? À, anh với em á dù gì cũng từng quen nhau, hai đứa từng yêu nhau nha. Định chôn luôn quá khứ hả? Mà lỡ có chôn á thì năm cũng đào nó lên đám dỗ lần lần. Không mới gì rủ bỏ luôn vậy? Không, tôi thích đào chôn luôn à, không thích đào lên á. Thôi, bây giờ không nói thật đúng không? Bây giờ đối với anh nó chỉ có hai lý do. Một là em với anh Đức giấu anh cái gì. Còn hai, nhớ anh quá, tìm cách về được gặp mặt anh đúng không? Hả? Làm ai xong chưa? Mày biết nha, lần sau mày sầm sỡ nữa tôi quýnh đó. Nó hung dữ lắm. Sao quýnh tao? Con quỷ. Em là như là ông hả? Mày quýnh nó chứ nó quýnh tao kìa. Sao anh đánh em? Sao tao dám đánh nó? Chuyện lại nè. Sao cuối cùng tao bị đánh vậy? Đi cà phê. Tối ngày cắn nhau hoài, cuối cùng mày bị quýnh. Về chơi không có nguyên nhân mà còn đánh lộn nữa. Có thể là tội phạm ở đâu đó. Không có nguyên nhân, chắc có chuyện gì mờ mắt. À không, mờ ám. Mày đi hả? Không, cái này không có thổi được. Theo dõi. Về quê em là em lo hết. Giờ anh em mình đi cà phê nha. Bao vui luôn. Có em út không? Hả? Có em út không? Ê bậy bạ. Đù. Ôi, sao tôi trong này được vậy? Tôi nhảy khi nào vậy ta? Anh Đức, anh Đức. Anh Đức. Anh đổ không vậy? Anh đau lại, con mẹ ơi, mẹ ơi, không có thể được. Bị cái gì mà nói chuyện không được? Mẹ mẹ ơi. Chết tôi rồi, xin về sao? Không. Ê, con nguyện ngậm gì vậy? Con ngậm gì đâu, mẹ mẹ ơi. Ông ngậm cái gì kìa, nhả ra. Trời ơi. Dạ, mày cứu tao chứ nó gãy rồi. Con gà nó để thẳng vô miệng anh luôn á. Xuất hưởng nha. Ê ê, cái này là trứng dân tận họng nè. Dân cái họng mày á. Mày ra mày cứu tao đi, mày sao vô đó vậy? Ra. Mày bây giờ ra bằng cách nào? Mày vô cách nào, mày ra cách đó. Ông nội tôi không biết tôi vô bằng cách nào nữa. Mày bắt con gà về tao tẩm bảo luôn đi. Để chết tao rồi lắm ơi. Mày hại tao. Trời trời gì đó. Chờ tao đi coi. Bể bánh xe luôn rồi. Hôm nay ngày gì xui dữ vậy không biết. Xui con mắt mày á, tao mới xui nè. Chân tao không biết có sao không nữa. Đã vậy còn ngậm nguyên cái trứng gà nữa. Anh còn hên đó. Hên là con gà nó cho cái trứng vô miệng anh. Nó cho cái khác là thuốc quắt cái miệng luôn á. Mày mày mới thúi á. Mày giữ trứng gà tao ơi. Chị. Về nhà mày nấu cháo rồi đập vô cho tao. Ôi, con thàm không rồi ơi. Tao. Dẹp đi, có đau đớn gì đâu không biết. Kệ tao. Đừng có uống cà phê nữa nha. Chưa hết xui đâu con. Tụi mày chờ đi. Ý, sư phụ, kế hoạch một thành công. Cả
Cái Mendes ơi nghe nè cô Úc, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc, làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái Mendes ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến, nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết 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 đến rồi đây một năm đã đi qua. Thấy 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 người ta đặt vé xe về nhà. Có những ảnh mời đặt cho bông sắc màu. Phố xưa tập nập cây lá ươm mầm, chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Chỉ muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời ơi, dạ dạ thật là thương biết bao. Dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Dạ dạ về tôi. Giờ thì về nhà mau thôi. Về ăn cơm nhà nấu. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nè. Không phải bon chen với cuộc sống u sầu. Giờ thì về nhà mau thôi. Về vòng tay gia đình. Thôi. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ là lúc ta phải về nhà.